Ngày 18 tháng 8, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với trên 1.100 điểm cầu cả nước. Dự hội thảo tại điểm cầu thành phố Phan Rang Tháp Chàm có đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân 16 phường xã. Tại hội thảo, các chuyên gia của Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến đối với thực tiễn của Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về chuẩn hóa biểu mẫu, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính cũng chia sẻ về số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, hiện nay Văn phòng Chính phủ đang cùng các bộ ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68 ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, đề án đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, hội thảo lần này rất thiết thực với định hướng triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.